Ok, hôm nay mình lẽ ra trình bày cái Gear Tactics Complexity, nhưng mà Nguyên phát hiện ra cái clip hay quá của chính cái thằng mà mình muốn trình bày cái bài của nó luôn. Thế thôi, cho nên là mọi người mình đã post cái clip đó lên trong group rồi. Mọi người nếu tìm hiểu cái đấy thì vào xem. Thì mình nó cũng hô lên là nó xem mới có 3 phút đầu mà nó thấy cái clip hay quá. Nên là mọi người cứ xem đấy là tốt hơn là nghe nghe mình báo cáo, nhưng mà mình cũng sẽ xem lại xem mấy con nó có những cái ý tưởng nào khác từ cái cách cách nhìn của mình hay không. Hôm nay mình muốn trình bày cái bài về contra Hamming và operator Morton functions, thì thử xem là nó mình lúc mình soạn thì mình suy nghĩ thêm một số câu hỏi. Đúng là nói vậy chứ nó cũng còn khá là nhiều, và khi mình hồi nãy như mình nói là mình tìm hiểu thử xem trên mạng nó có cái contra Hamming thật ra nó là cái gì. Hồi xưa thì tự nhiên nhìn thấy cái bài của một ông làm từ rất lâu rồi, năm tám mấy, nhưng mà không thấy cái gì nói về ứng dụng đấy. Thế là bây giờ là nó trong trong chỉnh sửa ảnh nó có khá là nhiều ứng dụng, và đặc biệt nó dùng những cái bộ lọc, nó dùng contra Hamming vào những cái bộ lọc để mình chỉnh sửa ảnh, kiểu như làm cho ảnh nét hơn hay là phục hồi ảnh hay các kiểu đó. Thì nói chung là khá là hay. Thì mình sẽ nói đến cái chủ đề mà lâu giờ mình làm từ thời PhD tới giờ là những hàm toán tử đơn điệu. Hôm trước cũng có nói một lần rồi, nhưng mà lại nó hơi hơi đá qua bên 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 matrix mình. Ok, thì mình sẽ nói qua một ý tưởng, nói dùng từ hai cái bài báo của bài thứ nhất là làm năm 2015. Và bài thứ hai là đăng với hai đứa bạn ở trên Florida, Raluca với lại Jose, đăng 2018. Thì nói chung hai cái bài này và cả những cái bài mà về mô tả hàm đơn điệu ấy, nó nằm trong một cái chuỗi rất đơn giản, tức là một cái logic rất là đơn giản thôi. Tức là bây giờ mình sẽ làm từ cái số cho số trước, nếu mà làm cho số thì thậm chí cả học sinh phổ thông cũng có thể làm được, sau đó là dùng một chút kỹ thuật của ma trận chuyển qua. Nhưng mà như là tùy theo cái cách mà mình nhìn lên cái bất thức số như thế nào, và khi mình chuyển qua ma trận nó có thể rất là dễ hoặc là nó có thể rất khó. Thì tí nữa mọi người sẽ xem là nó có một số cái như đấy, và sau đó là mình sẽ trình bày cái bài mà mình đang viết với bạn đây, về dùng cái contra Hamming để mô tả những cái hàm đơn điệu như thế nào. Thì nói về hàm đơn điệu thì có thể nói cái bài, một trong những bài đầu tiên đó là của ông Lochner, ông đăng từ năm 1934. Thì thời đó người ta cũng không có cái khái niệm gì về ứng dụng của hàm hàm đơn điệu, nhưng mà người ta nhìn cái hàm đơn điệu từ cái khái niệm hàm hàm peak peak function trong complex analysis. Thì trong cái bài này ấy, ông có cả những cái mô tả cái sự liên hệ giữa những cái hàm operator Morton function và hàm peak. Thì định nghĩa của cái này là gì? Bây giờ mình xét một cái không gian hình B, thật ra cái không gian này nó có thể vô hạn chiều hay là hữu hạn chiều. Hữu hạn chiều thì mình sẽ có cái đại số của tất cả toán tử tuyến tính của nó, thì nó sẽ tương ứng với lại nó isomorphic với cái đại số ma trận hữu hạn chiều. Còn nếu như nó vô hạn chiều thì nó lại có một cái giống như là một cái mình lấy một cái phép phép giao của tất cả các lớp hàm đấy. Cái bài toán nó cũng khá là thú vị, là nếu như mà cái số chiều của không gian hiên B nó tăng, ví dụ tăng từ 1 đến vô cùng, và mỗi ứng với mỗi cái số chiều thì nó có một cái lớp hàm ma trận đơn điệu, thì khi mình lấy giao của tất cả nó lại, giao của từ 0 đến vô cùng, thì nó bằng chính xác luôn là bằng bằng cái lớp hàm là toán tử đơn điệu cho cái trường hợp vô hạn chiều. Đó thì nó định nghĩa một cái hàm hàm thực đơn hàm thực liên tục, được gọi là operator Morton, nếu như là a lớn bằng b lớn bằng không suy ra fa lớn bằng fb. Thật ra nó nói cái này lớn bằng không là nó nói đơn điệu trên cái đoạn không vô cùng thôi, nhưng mà mình hoàn toàn có thể định nghĩa cái đơn điệu trên một cái interval bất kỳ. Nhưng mà cái câu chuyện mà định nghĩa cái đơn điệu trên một cái interval bất kỳ nó sẽ rất là khó, bởi vì là lúc đấy là rất khó để tìm được cái biểu diễn của cái hàm những cái loại hàm như vậy. Còn biểu diễn trên không đến vô cùng thì người ta bây giờ người ta làm đẹp rồi, tức là những cái hàm nằm toán tử đơn điệu trên không đến vô cùng thì đều có cái biểu diễn tích phân hết, rất đẹp. Và cái biểu diễn tích phân đấy là nó xuất phát từ cái gọi là cái hàm peak function.
nó từ cái biểu diễn của Humphrey function trong 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 complex analysis đó, thì nó mới nói một cái hàm toán đổi đơn điệu đơn không vô cùng, à, nó sẽ được biểu diễn dưới dạng tích phân này. Thì cái công thức tích phân này nó đặc điểm nó hay chỗ là gì? Anh có thể tìm ra được cái tích phân nó như thế, nhưng mà cái khó ở chỗ này là cái độ đo mu s này. Cái độ đo mu s rất là khó tìm, rất là khó xây dựng, cho nên là biết rằng là tồn tại một cái mu s, một cái độ đo dương, độ đo không âm ấy, để cho có cái đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể xây dựng được cái độ đo đó. Tùy theo cái trường hợp cụ thể, ví dụ như là có hàm log hay là hàm t mũ alpha thì người ta có thể xây dựng được cái độ đo đó, người ta đưa ra một luôn cái những cái biểu thức. Nguyên nhớ cái những cái biểu thức mà biểu thức của hàm mũ kìa, nhớ không? Hàm mũ nó có những cái công thức tích phân, và mình dùng cái công thức tích phân đó mình tính đạo hàm hay tính divergence các loại. Thì mọi người nếu mà đọc cái bài báo của Bacha thì cũng sẽ thấy được cái chuyện đó. À, tuy nhiên là Ủa anh Hoài, cho em hỏi tí. Ừ. Cái độ đo mu này mình tính được theo cái công thức inverse Sturgeon formula mà. Cái này là cái này em học là hình như cái tên của nó là Nevelina function. Đúng rồi, đúng rồi, cái hàm này thật ra nó là hàm Nevelina function. Nhưng mà cái khó theo như anh biết thì cái khó là đâu phải là cái nào mình độ đo nào mình cũng có thể xác định được đâu. Tức là nó có cái gọi là inverse Sturgeon theorem, dùng cái đó thì mình tính, nói chung là nó có cái công thức mà em không biết là dùng công thức đó nó có cụ thể tính ra được cái, ví dụ nó có một cái công thức tổng quát nhưng mà không biết là dùng cái công thức đó tính ra được cái cụ thể của cái độ đo mu hay không. À, theo như anh biết thì cái việc tính toán rất là khó, bởi vì vậy cho nên là người ta mới không có nhiều ví dụ về hàm toán tử đơn điệu. Cái hàm toán tử đơn điệu thấy thì nghĩ là đơn giản như vậy, đối hàm số thì mọi chuyện đơn giản, nhưng khi chuyển lên ma trận thì người ta không có những ví dụ cụ thể, không có nhiều những ví dụ cụ thể. Đó cho nên là và cả một cái thời gian đó, đến sau này thì mãi đến những năm chín mấy thì bắt đầu những cái hàm như này nó mới được quay trở lại, mới được người ta quan tâm trở lại, bởi vì nó có ứng dụng trong cái lý thuyết thông tin lượng tử. À, nó liên quan đến hàm toán tử đơn điệu, hàm toán tử lồi. Vì vậy cho nên là mà cái hàm toán tử đơn điệu và toán tử lồi thì nó lại xuất hiện rất nhiều trong cái các định nghĩa entropy. Cho nên là mọi thứ khi mà người ta nó khi mà người ta muốn ứng dụng nó thì người ta lại phải dùng những cái phải mô tả những hàm toán tử đơn điệu đấy, chứ nếu không là người ta không có làm được đó. Cho nên là cái việc dùng cái công thức tích phân này nó thật ra nó có rất là tốt cho những cái việc là thay một cái hàm đơn điệu trên không vô cùng để mà tính toán tích phân thôi, để mà dùng những cái tính toán nó còn lại là thật ra là không dùng được. Ví dụ nó khó tìm ra những cái ví dụ đó, cho nên là cuối cùng nó mới nảy sinh ra cái bài toán là bây giờ mình phải mô tả những hàm toán tử đơn điệu đấy như thế nào, thì bằng cách này hay cách khác đó, theo mình hiểu là như thế. À, còn hai cái hàm quan trọng nhất đó là gì, hai cái hàm mà gọi là cổ điển nhất mà từ trong cái kết quả của ông Lochner, đó là ông xét cái hàm t mũ alpha, hàm t mũ alpha. Thì ông chứng minh là hàm t mũ alpha là hàm toán tử đơn điệu khi và chỉ khi alpha nằm trên đoạn 0,1 thôi, và nếu như alpha lớn 1 thì nó không còn là toán tử đơn điệu nữa. Và cái này nó được gọi là bóng thức Lochner-Hens, a lớn bằng b suy ra là a mũ alpha lớn bằng b mũ alpha với alpha 0,1. Cái đây là một cái bóng thức mà phải nói nó có khoảng tầm, theo mình biết là nó có, nói chung là có vài chứng minh rất là nhiều chứng minh, nhưng mà là vài chứng minh và nhiều chứng minh rất là hay. Và mình hồi mình xưa mình học một cái chứng minh dùng ý tưởng là nó sẽ tập hợp tất cả các alpha để cho cái bóng thức a mũ alpha lớn bằng b mũ alpha đúng, và nó chứng minh là cái tập hợp đấy là một tập hợp lồi. Nó thú vị vô đấy, ý tưởng rất hay từ giải thích. Sau đó khi mình nó lồi, nó convex mà nó lại nằm giữa 0,1, mà 0,1 lại nằm trong cái tập lồi đó nữa, cho nên là cái tập đấy tập liên tục, nên là cả cái alpha nó sẽ lấp hết cái 0,1. Đó, một ý tưởng cực kỳ hay mà mình dùng mình viết được. Nó dùng nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng viết được 2-3 bài báo đăng ở tạp chí LAA. Ok. Tiếp theo là
giờ mình quay lại đó, cái motivation khi mà mình mô tả những hàm đơn điệu đấy nó như thế nào, tức là nó rất khó xây dựng những cái độ đo một cách cụ thể, cho nên rất khó có những cái ví dụ, nhưng mà ứng dụng của nó thì nhiều, vì vậy cho nên là đôi lúc người ta văn toán mà đặt ra những bài toán bây giờ mô tả là làm sao, mô tả cái gì, một trong những cách mô tả đó là mô tả bằng bất linh thức, bất thức số. Nó có một cái dạng mô tả khác dùng bằng bất linh thức vết, nhưng mà mình có thể trong thời gian tương lai mà mình có rảnh thì mình sẽ làm một cái bài đó mô tả hàm đơn điệu bằng bất linh thức vết. Nhưng mà bây giờ tạm thời mình nói về bất linh thức số thôi. Thì nó xuất phát từ một cái việc đó, từ một cái observation rất là đơn giản. Square root căn bậc 2 của AB, tự nhiên là mình biết trung bình nhân nó lúc nào cũng bé hơn bằng trung bình cộng, đúng không? Và mình hỏi một cái câu hỏi tương tự, nếu như một cái hàm F là mình hàm monotone. Đó, thì mình hiểu là monotone theo nghĩa là hiểu là đơn điệu tăng nhé. Thì lúc đấy F của căn bậc 2 của AB là bé hơn bằng F của AB, hiển nhiên rồi. Bây giờ mình hỏi câu hỏi ngược lại. Thì liệu rằng là nếu như mà hàm F thỏa mãn cái bất thức số 1 này, bất thức này này, với mọi AB lớn bằng 0, thì liệu rằng F nó có phải là hàm đơn điệu hay là không? Đó, đó là cái cách câu hỏi ngược lại, là mô tả cái hàm hàm đơn điệu bằng bất thức là cái kiểu như vậy. Thì đối với cái trường hợp này nó rất là đơn giản, đối với số đơn giản. Cái ý tưởng nó là gì? Ồ sao kỳ vậy? Ủa? Ok, thôi được rồi, thôi dạy cũng được. Mình sẽ nói cái ý tưởng nó tiếp sau cũng được. Thì cái bất linh thức của mình hồi nãy là mình nói là bất linh thức AGM, đúng không? Bất linh thức nổi tiếng AGM và rất là đơn giản. Thế thì cái năm 2011, 2010, 2011, 2012, lúc đấy lý bí không biết làm sao hết. Hay là bây giờ phải tìm xem coi là có cái gì để mà làm không. Và tại hồi xưa giờ cũng làm về bất linh thức toán tử. Thế bây giờ nhưng mà toán tử nó khó quá, thôi mình chuyển qua bất linh thức ma trận đi. Thế là mình lo hay mình tìm, chứ thật ra lúc đấy không biết, hoàn toàn không biết là, tức là không nắm được là ma trận người ta dùng nhiều trong lý thuyết lượng tử. Thật ra thời đó còn không biết lý thuyết thông tin lượng tử nữa là cái gì, bây giờ cũng nghe sơ sơ vậy thôi. Thế là năm đó mình lại bắt gặp được cái bài này. Bài của cái nhóm thằng Audina, thằng này là một cái thằng rất là nói chung là nó làm bên rất là lý thuyết và bên thông tin lượng tử. Thì bài đăng trong Physical Review Letter, bài này ấy, cái nội dung chính của nó chỉ là cái bất thức này thôi. Nó trong cái lý thuyết mà xác suất ấy, nó có một cái đại lượng nó gọi là cái chain of bound. Chain of bound thì trong thống kê nó có cái chain of bound xác suất thống kê, thì bây giờ khi mà người ta phát triển một cái lý thuyết xác suất không giao hóng hay là cái thống kê không giao hóng, thì câu chuyện đơn giản là làm sao mà chuyển tất cả những cái mà từ số cho qua ma trận. Thì một trong những cái mà nó tồn tại khoảng 30 năm, 35 năm, nó làm sao mà chuyển tìm được một cái analog, cái quantum analog của cái chain of bound đấy. Nó thấy vậy chứ khoảng tầm 30 năm, 35 năm ấy. Thì đấy, cái kết quả mà quan trọng nhất trong bài báo đó là cái chính là cái bất thức vết này. Mọi người nếu mà nhìn lại cái bất thức vết này ấy, người xét là AB là lớn hơn là dương, S là thuộc 0,1. Bên này là A cộng B trừ cho tuyệt đối của A trừ B chia cho 2. Nếu như mọi người quay trở lại xét hoàn toàn về số thì nó sẽ ra được cái bất thức số rất là đơn giản. Mọi người bên này là nếu mà chỗ này mà chia 2 á, mọi người thấy là A cộng B chia 2 là trung bình cộng, đúng không? Còn cái trụy tuyệt đối của A trừ B chia cho 2 thật ra nó là một, nếu mà số nó là một nửa độ dài từ A đến B, nửa độ dài từ A đến B, thì mình hiểu một cách đơn giản là còn cái phía mà phía bên này ấy, nó là nếu mà S bằng 1 bằng 2 thì nó là cái trung bình nhân, thì nó là cái câu chuyện cái sự phân bố giữa trung bình cộng và trung bình nhân trên cái đoạn thẳng AB thôi, nếu như AB là hai cái số, đúng không? Đó, thì nếu mà số là nó như thế này, và nếu như mình hiểu được đơn giản gì, mình chuyển qua là gì, trung bình cộng bé hơn bằng trung bình nhân cộng với là một nửa độ dài AB, có nghĩa là nếu như mình dịch chuyển có, mình có hai cái điểm AB rồi, ví dụ như A, X và Y chỗ này đó, mình dịch trung bình cộng đây, trung bình nhân đây, mình dịch chuyển một đoạn, mình dịch chuyển cái trung bình nhân ấy thêm một nửa của cái đoạn AB nữa, thì cái điểm đó nó sẽ vượt qua cái điểm trung bình cộng đó. Mình hiểu đơn giản như vậy,
Ngôn ngữ hình dung nhỉ, có cần có vẽ ra không nhỉ? À, đấy. À, anh Hoa ơi, cho em hỏi là cái bất ổn thức vừa nãy, cái bất ổn thức cái bài vừa nãy mà chat note ấy. Ừ, cái này nó giống cái chat note bao ở chỗ điểm gì nhỉ anh Hoa? Cái chat note bao trong cái trường hợp này nó là nó gọi là non logarithmic, tức là tụi nó định nghĩa cái này này, cái phiếu bên cái trace của a mũ s b mũ một từ s này, nếu mà nó lấy cái log logarithmic và lấy thêm cái trừ nữa thì nó ra là cái channel bound. Thì nói chung là gì, nó bởi vì là em hơi confused một chút, bởi vì là cái channel bound như theo em biết ở bên xác suất ấy, thì là nó mình có biết được cái biến ngẫu nhiên, mình biết được cái chặn được cái variance của nó nhỏ, và thì nó sẽ tập trung quanh cái kỳ vọng đấy, tức là với cái high probability thì cái tổng của những biến ngẫu nhiên đấy nó sẽ tập trung quanh kỳ vọng đấy. Tức là nếu càng ra xa thì là cái xác suất mà là, tức là cái độ lệch giữa trung bình của cái biến ngẫu nhiên và kỳ vọng thì càng ra xa thì xác suất nó giảm theo exponential, decay theo kiểu exponential, kiểu như là nó decay rất là nhanh. Rồi trong đoạn này em không biết, tôi là bây giờ vừa như anh giải thích là a cộng b là chia 2 là trung bình này, trừ đi cái a trừ b chia 2 là cái trung một nửa của cái đoạn AB thì nó sẽ nhỏ hơn được cái trace của cái trace của a mũ s b mũ một trừ s, thì nghĩa là gì nhỉ anh nhỉ? Thì em cứ tính a mũ s, sau đó tính b mũ một trừ s, sau đó em nhân vào em lấy vết thôi. em đang muốn hiểu xem là nó sao, không biết có nghĩa gì hay không ạ. À, nó thì cái nó trong, nếu mà em để cái channel bound trong số thì nó là a mũ s b mũ một trừ s, giống y như vậy. Dạ vâng. Nó là, nếu mà mình để ý đây là cái dạng này, em thấy dạng nó là dạng binomial, thấy không, nhớ không? Vâng. Tức là nếu như một xác suất s, là nếu như theo cũ nghe xác suất là s thì bên kia sẽ là một trừ s, còn nếu như khi mà em lấy log của thằng này là nó sẽ là sa cộng với là một trừ sb. Vâng. Tên vì sao nó có a mũ sb mũ một trừ s rồi chứ nữa. Nên trong cái chain nó thì anh đọc hồi xưa anh đọc thì anh thấy cái chain nó bao, nó là một trong những cái bao mà quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng còn hơn cái cỡ như bán thức Bernoulli và Bernstein trong xác suất vậy, tức là dùng để đánh giá những cái chặng trên. Đúng rồi. Ok. Thì đấy, nếu như mình chuyển lại, mình đọc hoàn toàn cho số thì mình thấy nó giống y như cái số này thôi. Và cái số này thật ra nếu mình nhìn từ cái phương diện hình học nó rất là đơn giản. Ở thằng này là trung bình, thằng trung bình nhân á là nó nhỏ hơn trung bình cộng, nhưng mà khi mình cộng trung bình nhân một đoạn, nếu mình chuyển cái thằng trung bình nhân đó, điểm nó qua thêm một nửa nữa thì tự nhiên là nó vượt qua được cái trung bình cộng. Đó, thì cho nên là cái khi mà mình khi mà anh làm những cái bài báo về trung bình ấy, thì anh dùng cái mô tả này rất là nhiều, tức là mình hình dung thứ coi là trên cái đoạn đấy thật ra cái distribution của các trung bình nó như thế nào, và sau đấy mình chuyển những cái hình dạng của nó trên số, mình chuyển qua cho ma trận đó. Nhưng mà nhiều cái gì, tức là, và một trong những cái tính chất trung bình, tính chất điểm giữa ấy, nó cũng xuất phát thật ra từ cái điểm này thôi, từ cái đoạn thôi, mọi thứ là mình hình dung trên cái đoạn hết, thì mình thấy nó sẽ rất là dễ. Ok, thế thì sau đó là mình nghỉ đợt đấy, nghỉ năm 2014, 2015, mô tả cái bài báo đó thì dùng cái bán thức, coi như là bán thức cosine ngược để mô tả cái hàm toán tử đơn điệu, thì thế ra là nó cũng như thế. Tức là những cái hàm như vậy, là cái bán thức này nó cũng mô tả được cái hàm toán tử, hàm đơn điệu. Thì bây giờ mình nói cái ý tưởng chứng minh nó thật ra rất là đơn giản. Rất là sơ cấp luôn chứ không có gì hết. Quốc Anh đừng có cười nha Quốc Anh. Tức là bây giờ mình muốn chứng minh hàm đơn điệu thì tức là làm sao mà cho hai cái số dương x nhỏ bằng y, thì mình có fx nhỏ bằng fy. À, số ab chứ. Trong trường hợp này là ab. A bé bằng b, nếu mình suy ra được là fa bé bằng fb thì hàm đó là hàm đơn điệu tăng, đúng không? Thì để mình dùng cái bán thức số 4 này thì mình phải chứng minh rằng là tồn tại hai cái số dương, hai số không âm cũng được, hai số x và y, sao cho a là trung bình cộng còn b là cái phần còn lại.
đó là cái việc đó đơn giản thôi. Việc sau đó mình giả sử như trong trường hợp này á, mình giải một cái theo x, sau đó mình dùng phép thế chứng minh rằng cái hệ phương trình nó có nghiệm vậy thôi. và trong tùy theo cái trường hợp và tùy theo cái mắt thức, mà trong trường hợp này mình phải chia ra một số trường hợp, mình chặn trước hai cái đoạn AB, sau đó là mình dịch chuyển từng đoạn nhỏ, từng đoạn nhỏ, từng đoạn nhỏ, từng đoạn nhỏ, từng đoạn nhỏ như này, thì lúc đấy là mình mô tả được cái hàm này. Thế ra nó là nó mô tả được hàm đơn điệu. Bây giờ thì khi mà nó có được cái hàm đơn điệu cho số rồi, bây giờ mình muốn là bài toán đặt ra là giờ tôi muốn làm cho ma trận thì giờ làm sao? Muốn làm cho ma trận thì trước hết là tôi phải viết lại cái bằng thức cũ đã. Mình viết lại bằng thức cũ này, bằng thức số ấy. Giờ cái bằng thức số này ấy, nếu cho hoàn toàn cho ma trận không có vết thì nó sẽ như thế nào? Ok, nếu nó không có vết thì nó như thế nào? Thì bây giờ một cách thô thiển nhất là mình chỉ thay x y bằng hai cái ma trận AB thôi. Một cách thô thiển nhất. Tuy nhiên khi mình thay x y bằng hai cái ma trận AB ấy, thì nó đâu rồi, lẽ là mình thì nó lại khác, thì nó lại ra cái tình huống như này. Tức là gì? Lúc đấy cái chuyển đối của AB thì nó là module của hai cái ma trận, đúng không? Và sau đó mình thay một cách thô thiển là a nắp là b là cái trung bình cộng, còn cái thằng này là thật ra nó là trung bình nhân, nhưng mà mình trong bài báo này là mình dùng cái trung bình bất kỳ và symmetric. Thì cái trung bình, nếu mọi người muốn thì mình sẽ lặp lại cái định nghĩa lúc nãy mình có bỏ qua đấy. Nhưng mà cái bằng thức này nó không còn đúng với mọi AB nữa, mà nó chỉ đúng trong cái trường hợp là AB cộng BA lớn bằng 0 hoặc thôi. Thì AB cộng BA lớn bằng 0 nhìn nó có vẻ nó xấu vậy, nhưng mà thật ra nó là cái Jordan product. Nó là cái Jordan, nó chỉ đúng bằng thức đúng khi là cái Jordan product của nó là lớn bằng 0. Mình có luôn cái phản ví dụ. Thì cái bài đó là đang ở đây, đang năm nào đó không nhớ nữa. Hình như là năm 2016-17 vậy á. Thế bây giờ nếu như mình không kèm cái điều kiện này là không đẹp rồi, mình phải làm sao mình bỏ điều kiện này đi. Thế là nó rất đơn giản. Nó là chỉ có việc là đơn giản là mình kéo cái thằng A từ cái trong tuyệt đối ra ngoài thôi. Kéo ra ngoài hai đầu. Thế là mọi chuyện ok hết. Và khi mình kéo cái thằng A muốn 1, 2 ra ngoài hai đầu thì cái bất thức nó đúng với mọi A và B lớn bằng 0. Ok. Cái việc chứng minh nó cũng hoàn toàn rất đơn giản, là cái gì? Mình dùng cái tính chất của cái hàm toán tử đơn điệu. Đó là một bên là minimum, còn bên kia là F, và sau đó mình cứ kẹp dần vô là nó ra thôi. Chứng minh rất đơn giản, rất là sơ cấp luôn, không có gì khó hết. Và sau khi mình thấy được có được một cái bất đẳng thức đó rồi, bất thức cho ma trận ok rồi, nó đúng với mọi AB lớn bằng 0 rồi, thì bây giờ cái câu chuyện còn lại là bây giờ mình phải áp dụng kỹ thuật, cái kỹ thuật từ cho số, và để mình áp dụng qua cho ma trận và giải các cái hệ phương trình ma trận để xem mình chứng minh được hệ phương trình ma trận nó đúng. Nó không phải đúng mà nó có nghiệm. Khi mà mình chứng minh được có nghiệm thì mọi thứ ok. Ví dụ như trong trường hợp đặc biệt là mình chia ra cái trường hợp là ứng với một cái ma trận thôi. Nếu như ma trận A mà giữa 1 và căn bậc 2 của 2 á, thì sẽ tồn tại hai cái ma trận positive x và y, sao cho nó thỏa mãn là một cái thằng số 1 này, thằng identity là bằng trung bình cộng, còn lại A là nó bằng cả cái cột phía bên này đó. Rồi đây là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình bắt đầu mình chuyển qua cho, khi mình có A rồi thì mình kẹp qua, mình nhân ba vế cho A 1 bằng 2, nhân qua hai bên thì mình sẽ có được cái bằng thức là A bén bằng B, bén bằng căn bậc 2 của A. Thì mình lại chứng minh một cái chuyện tương tự nữa, nhưng mà thật ra cái này nó là cái từ cái trước đó. Rồi nói chung chứng minh khá là lằng nhằng, và cuối cùng mình mới dựa vào hai cái lemma đấy mà mình chứng minh được rằng nếu mà thằng F mà nó thỏa mãn cái bất thức này ấy, thì nó sẽ là hàm toán tử đơn điệu. Và cũng là một cái observation từ hai cái lemma trước là cho hai cái ma trận B A bén bằng B thì tồn tại x và y, sao cho A là bằng trung bình cộng và B là bằng cả cục bên này. Thế là xong rồi. Như vậy cái câu chuyện cuối cùng để mà mô tả cái hàm toán tử đơn điệu ấy, nó quay lại cái chuyện là đi giải cái hệ phương trình ma trận. Đi giải cái hệ phương trình ma trận. Xem nó coi là hệ phương trình ma trận đấy nó có nghiệm hay không. Và thật sự khi mình nhìn ở một cái khía cạnh khác ấy, nếu mình nhìn về từ cái phương diện của những cái trung bình đó, thì mình thấy là trên hai cái đoạn AB đó, mình coi là cái sự phân bố của các điểm trên đoạn AB đấy nó ra làm sao. Nếu như cái trung bình là những cái trung bình trên đoạn AB thì liệu rằng á, mình
lấy hai cái điểm mà A bén bằng B, mình có thể tìm được một cái những cái ma trận mà nó, và cho một cái trung bình cụ thể nhé. Đây mình cho mình nói lại là cho hai cái điểm A bén bằng B, bây giờ mình tìm một cái trung bình cụ thể và hai số sao cho là một cái điểm nhỏ hơn á, là cái trung bình nhỏ hơn, cái điểm lớn hơn là cái trung bình lớn hơn. Tức là cái bài toán nó, nếu như mình có thể nhìn lại theo nghĩa là nghiên cứu cái distribution của cái mean, thì cái bài toán này mình có thể hiểu theo cái kiểu nghĩ như vậy. Tức là không đơn thuần là thôi được rồi giải hệ phương trình ma trận, đúng không, và có thể xem tôi coi là cái phân bố của các cái trung bình, phân bố trung bình nó ra làm sao, cái hình học của cái trung bình nó ra làm sao, và bên cạnh đấy là nhờ đấy mà có thể giải quyết được cái bài toán mà mô tả hàm lượng điệu. Thì theo như mình hiểu ấy, tự nhiên báo cáo đến đây thì mình mới nảy ra một cái ý là đúng là chưa thấy cái thằng nào nó làm cái kiểu như là, tới trong trường hợp này mình cho luôn bán thức này nha, bán thức này mình thấy là có trong này có trung bình cộng và có trung bình nhân và có cái cục nhỏ nhỏ này. Nhưng bây giờ thử xem nào, nếu như mà hai cái điểm, cho hai cái điểm A bén bằng B, liệu rằng có tồn tại hai cái trung bình, hoặc là tồn tại một cái trung bình hay là hai cái trung bình nào đấy, sao cho là gì, cái thằng nhỏ là bằng, và hai cái ma trận nha, thằng nhỏ là bằng trung bình của cái thằng nhỏ của hai ma trận này, và thằng lớn bằng trung bình của hai ma trận khác. Cái bài này mình chưa thấy bao giờ, mình chưa thấy ai làm hết. Ok, coi như là thêm cái đó vào cái danh sách mấy câu hỏi cuối bài báo cáo. Đó thì đấy là cái bài mô tả. Thế thì đến năm 2017-18 lúc mình làm visiting ở Florida thì mình với đám bạn mình cũng nói chung là introduce cái bài toán này với tụi nó, và thế là mới nghĩ ra thêm một cái câu hỏi nữa. Câu hỏi rất đơn giản là gì, ông Hi Ai với ông Ando ấy, trước đó ông có đăng một cái bài, mình không biết mình có đưa cái ấy của ông ở đây không, đâu rồi không thấy. Trước đó ông có đăng một cái bài trong Math Analysis năm 2014, mà thật ra cái bài đó là cái bài mà một trong những bài mà nó motivate mình làm cái mảng này, lại hay vào tìm những cái ma trận kiểu như này. Thì cái bài đó là ông chứng minh là cái bán thức trung bình nhân trung bình cộng nó mô tả được cái hàm đơn điệu, hàm tốc tử đơn điệu đấy, đơn giản như vậy thôi, mà năm 2014 người ta mới có người làm, tức là người ta để ý đến cái chuyện đó, chứ không phải là nó cái trung bình nhân đó, như mình biết bữa giờ mình biết là trung bình nhân nó một cái trung bình nó rất là đặc biệt, đúng không, nó là trung điểm của các cái đường gradient trên của nối hai điểm AB, và cái trung bình nhân nó một cái trung bình đặc biệt nữa là nó là shape adjoint, tức là nếu như mình đổi AB thì nó cũng sẽ bằng BA, và nếu mình lấy inverse của cái trung bình nhân đó, thì mình đẩy cái inverse vào trong, tức là nó là symmetric. Nói chung nó có rất nhiều đặc điểm và nó có nhiều ý nghĩa, vì vậy nên là khi mà làm cái trung bình nhân thông thường vui hơn khó chứ không phải là dễ. Thì đặt ra câu hỏi là bây giờ mình muốn fix một cái trung bình nhân nó khác với cái bài báo của ông Kubo Ando. Ông Kubo Ando thì ông không có fix trung bình nhân, ông coi như trung bình nhân là một cái trung bình nào đấy thôi, còn ông fix một cái là trung bình cộng, ông dùng cái bằng thức đó để ông mô tả. Thì mình bây giờ mình fix trung bình nhân, mình kêu ok, mình fix trung bình nhân thì bây giờ mình giả sử là cái sigma này nó lớn hơn cái trung bình nhân, thì liệu rằng nếu F thỏa mãn cái tính chất này, bằng thức này, thì nó có thể là hàm đơn điệu hay không? Thế thì cái tuy là cái câu hỏi nó đơn giản như vậy, nhưng mà việc chứng minh nó thì nó hơi lằng quằng một xíu, và tụi mình phải mất khá nhiều thời gian để mà giải nó. Thì cái thú vị của cái bài báo này đây là nói chung là cũng bài này thì cũng đang trong LAA thôi chứ không có gì xa hết, nhưng mà thú vị là khi mà viết xong cái bài báo này đến tận cùng ấy, thì nội dung của bài báo nó chỉ có khoảng tầm một trang cuối cùng thôi. nó chỉ một trang cuối cùng, tức là mình bắt đầu khi mà giải cái bài này thì mình bắt đầu đi từ những cái trường hợp đặc biệt ra làm sao, rồi mình dùng những cái công thức tích phân các loại ABC, thì dùng tất cả những cái thứ đặc biệt đó một hồi cuối cùng dẫn đến được kết quả tổng quát, thì có là một trang cuối cùng. Thế thì mình mới bảo ông bạn cái thôi viết cái này thì ai mà đăng được. Thế là bắt đầu là ngồi bảo mày cứ viết y như thế, cứ viết là bắt đầu là quá trình mình làm như nào, thì cuối cùng bài này là nó khoảng tầm 17-18 trang, và người ta nhận đăng ngay không chỉnh sửa gì hết, nhưng mà thật ra cái nội dung cơ bản nhất nó chỉ có một trang cuối cùng mà thôi. Đó. Ok. Bài này thì nói chung là đăng 2018.
Trong cái bài đó mình có khá nhiều có cũng có xét rất là nhiều cái trung bình khác. Nói chung là gom hết lại một số cái trung bình để mình giới thiệu mọi người là cái bất thức đầu tiên là giữa cái trung bình cộng và nó gọi là cái Hans Min. Hans Min nếu mọi người để ý đây là cái A sát SB với là A sát 1 trừ SB ấy, thật ra nó là hai cái đường trắc địa đúng không? Nó hai hai cái đường trắc địa, nhưng mà khi mà mình lấy trung bình của hai đường trắc địa đấy thì nó lớn hơn bằng cái trung bình nhân. À, còn cái trung bình nữa thì khi mà mình cái Hans Min đấy, Hans Min đây là Hans Min kiểu Kubo-Ando. Còn cái kiểu Hans Min mà không Kubo-Ando nó còn khó hơn nữa, mà mình thấy trong cái Buret distance. Đó là cái A mũ 1/2, B mũ 1/2 ấy, mọi người để ý không? Trong cái Buret distance nó là một cái dạng dạng khác của cái trung bình nhân. Còn cái thằng bên này là cái gọi là Heron Min. Cái Heron Min này nó có một ý nghĩa học rất là thú vị, đó là nếu như mình cho số thì cái Heron Min nó là cái thể tích của cái hình chóp đó. Khi mình cắt một đoạn đi, mình có cái hình chóp mình cắt một đoạn đầu đi, ở trên là ở trên cạnh, ở trên là A, cạnh ở dưới là B, thì khi mình dùng cái Heron Min này với trường hợp cái hệ số này bằng 1/2 á, thì nó sẽ tính được cái công thức thể tích của hình của cái đoạn chóp mà cục đầu đấy. Nó thú vị chứ đấy. Heron Min thì ông cũng là ông Pacha, ông khởi xướng, anh xét cái mặt trận đó. Thì nói chung là một số cái bài như vậy nó hoàn toàn nó có thể mô tả. Bây giờ mình chuyển qua cái contraharmonic min. Cái contraharmonic min thì đây là cái hình mà mình copy trên internet hôm qua. Nó dùng cái nó gọi là contraharmonic filter, hay là mọi người xem thấy này, this function will filter the image by the nonlinear contraharmonic min method. Thì cái hàm của contraharmonic min nó được định nghĩa giống như này. Tức là nó cái contraharmonic min đơn giản là nó ở phía trên ấy, ở phía trên là một trường hợp đặc biệt thôi, phía trên là tổng của các bình phương. Ở phía dưới là tổng của các số. Hay nói khác là cái contraharmonic min nó là trung bình cộng của bình phương các cái số đấy chia cho trung bình cộng của các số, nhưng mà vì n số giống nhau cho nên là cái n nó triệt tiêu đi, thì mình ở trên mình chỉ còn là bình phương, ở dưới là mình còn tổng các số, tức là tổng bình phương chia tổng các số. Mọi người hình dung không? Đó thì tế ra là cái nó có cả một cái dãy những cái bài toán mà trong chính sĩ ảnh mà tụi nó có làm, mà tụi nó dùng cái filter này. Mình không biết cái future này thật ra nó dùng cái này để và nó dùng như thế nào. Mình không có kịp thời gian để mình đọc, nhưng mà nếu ai biết thì có thể chia sẻ. Cái kiểu như là khi mà nó áp dụng cho một cái min hay là một cái kiểu như tính toán một cái distance nào đấy, mà giống như mình nghiên cứu mấy cái distance ấy, thì mình thấy là ví dụ nó áp dụng cho cái distance này thì nó làm cho cái ảnh nó nhanh hơn và nó đẹp hơn chứ hả? Tại vì bản chất của chỉnh sửa ảnh nó là gì? Tức là nó áp dụng một số cái điều đấy, nó chỉnh sửa khoảng cách, nó chỉnh sửa các cái noise, xóa những cái noise đi hay là gì gì đó, nó triệt tiêu những cái noise đi, thì thằng nào mà triệt tiêu được những cái noise đi thì có lẽ là nó tốt hơn và nó đưa ra cái ảnh đẹp hơn. Thì cái câu chuyện của chỉnh sửa là thế. Có lẽ cái noise và để triệt tiêu nó thì nó phải đưa ra những cái hàm để mà tính toán những khoảng cách, thì đây là một cái mà tụi nó dùng. Anh Hoài, cái min ở đây bây giờ mình có một cái ma trận A đúng không? Không, cái này không phải là ma trận, cái này là hoàn toàn cho số, chưa nói gì cho ma trận hết. Cái này là hoàn toàn cho số chứ chưa gì chưa ma trận hết. Tức là em có thể hiểu đơn giản là em lấy các cái số, em có một cái vector là x1, x2, x3, xn. Thế nào là cái min của contraharmonic min của cái đó. Thì em lấy tổng bình phương ở trên, sau đó chia cho bình phương ở dưới, chia cho tổng ở dưới, thế là nó ra cái contraharmonic min. Ok. Rồi. Thì cái bài mình thấy cái bài trong năm 87 thì mấy cái tay như là Anderson này, rồi ở đây có hai cái ông mà rất là nổi tiếng trong cái lý thuyết trung bình, đó là ông Anderson và ông Trapp. Thì hai người kia mình biết mỗi hai ông này thôi, thì họ đăng cái bài này trong contraharmonic min. Thì thật ra đó, hai cái ông này là hai cái ông mà lần đầu tiên, thú vị là cái ông Trapp này không phải là dân toán nha mọi người. Ông Trapp này là ông làm bên cái khoa electronic engineering, electrical engineering, không phải dân toán. Đây này là dân tay engineer. Và cái mà cái lý thuyết trung bình của Kubo-Ando ấy, thật ra nó không phải xuất phát từ toán, mà là xuất phát từ mạch điện, từ electrical network. Thì hai ông, cái ông Edison và ông Trapp này, thật ra là ông thời đó là ông định nghĩa hai, mọi người nhớ cái mạch điện song song với mạch điện nối tiếp không? Cái mạch điện song song, mạch điện nối tiếp, cái công thức tính điện trở của cái mạch điện song song ấy. Nếu như mọi người nhớ cái công thức tính điện trở của cái mạch điện song song thì nó sẽ là đúng y như là cái harmonic min.
Nó sắp xếp cái mạch điện kiểu gì đó, tính ra là xong ra ra cái ham máy mình, thì lúc từ cũng từ những bài báo của ông Edison và ông Trapp này, họ họ giới thiệu cái gọi là cái parallel sum của hai cái ma trận. Từ cái parallel sum với lại giai đoạn đó là từ năm 75-76 là người ta ở cái ông hai cái tay Volz Voronovich, Rus Puz với Voronovich giải quyết được cái giải được phương trình Riccati về 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 ma trận lần trước mình có nói đó. Thì lúc đấy là năm 80 ông Ando với là một ông nữa là ông Phun Ando với ông nào nhỉ? Ông Kubo đúng rồi, ông Ando với ông Kubo mới tổng quát hóa cái lý thuyết đó, cái lý thuyết mà hai cái gọi là cái parallel sum, cái sum gọi là cái tổng tổng song song từ ông Trapp và ông Anderson này, này và lên thành một lý thuyết tổng quát hết về cái lý thuyết trung bình. Đó là sự lý thuyết trung bình là vậy, nó xuất phát từ từ mạch điện chứ không phải là từ 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 toán đâu. Đó, rất là thú vị chỗ đấy. Thế thì hai cái ông này là ông xét cái trung bình này, cái C cần cho hai máy mình cho hai số A và B thôi, chỉ có hai số nha, cho trường hợp ba số trở đi nó rất phức tạp. Và hiện tại bây giờ mình chưa thấy cái bài báo nào làm cho ba số cả. Trong bài báo này thì ông có đưa ra cái version cho ba số, nhưng mà thật ra tới ra là cho ba số hoặc là cho n số thì nó có rất nhiều cái version khác nhau, chứ không đơn thuần là một cách thô thiển nhất là lấy trung bình ở trên cộng lại rồi sau đó chia cho cả các số dưới, thì mình không biết, mình chưa thử. Nhưng mà đối với trường hợp hai số thì nó là đơn giản này: C AB, A mũ alpha, A mũ 2 cộng B bình phương, đó chia cho AB. Thì trong này thì ông có xét những cái bài toán và ông thay AB bằng hai cái ma trận, và đấy ông xét cái tổng tổng A cộng B trừ cho hai lần cái thằng A hai dot B này, A hai dot này nó gọi là parallel sum, mà nếu cái parallel sum này mình chia cho hai nữa thì mình đạt được là cái harmonic mean. Cho nên thật ra cái thằng này là gì, là hai lần A cộng B chia cho hai, mình nói hai lần A cộng B chia hai đó là hai lần cái trung bình cộng trừ cho cái trung bình harmonic. Cái thằng này thật ra nó là harmonic đó. Thì một cái điểm đặc biệt là gì, cái điểm này hiển nhiên là nó vượt cái CAB này, nó lớn hơn cái trung bình cộng rồi, và nó bé hơn A cộng B. Nhưng mà nó có một số cái nữa là nếu như trong trường một số điểm AB thì cái CAB này nó nằm ngoài luôn, nó lớn hơn B luôn, nó chạy ngoài ra cái đoạn thẳng AB nếu như cho số. Cái câu chuyện ở chỗ đấy, khi mà nó chạy thẳng cho AB cho số thì thông thường khi mà người ta xét về cái trung bình ấy, cái lý thuyết trung bình đó, thì bây giờ thôi mình tổng quát khó nó lên nó dạng như này, mình tổng quát khó nó lên dạng CS, một cái hàm CS của A của X và Y nó là X mũ S cộng với Y mũ S chia cho X mũ S một Y mũ S một, và nó sẽ quay trở lại cái thằng này, nó sẽ là contraharmonic mean trong trường hợp là S bằng 2, đúng không? Thấy không? Trong trường hợp S bằng 2 thì nó là contraharmonic mean. Thì mình đặt cho cái trường hợp này nó là mình đặt là S weighted contraharmonic mean. Và một cái điều thú vị là gì, khi mà S bằng 1 ấy thì cái thằng này á là arithmetic mean. S bằng 1 mọi người thấy S bằng 1 ở đây, mọi người thấy ở trên là X cộng Y, còn như này là chỉ có là 0, 1 cộng 1 là 2 là trung bình cộng. S bằng 1 phần 2 á thì nó là geometric mean. Còn S bằng 0 thì nó là harmonic mean. Cuối cùng ra là cái hàm C mũ S như này á, nó là một người ta gọi là một cái interpolation, tức là một cái curve nó nối ba cái arithmetic mean, geometric mean và cái harmonic mean. Nó tạo thành cái curve như vậy, nó nối ba cái đó, còn nó chạy lòng vòng khi mà S lớn hơn không chạy bao lâu nữa tôi không biết, nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn là từ 0 đến 1 nó đi qua ba cái điểm đó. Bây giờ tôi thành một cái curve nối lại cái đó. Thì thật ra trong lý thuyết trung bình nó có nhiều cái curve giống như vậy. Hai cái curve hồi nãy mình giới thiệu là cái Heron-Mean, mọi người có nhớ cái Heron-Mean không? Và cái Heron-Mean và cái này. Cái Heron-Mean và cái Hans-Mean này. Nếu mọi người thấy cái Hans-Mean này trong trường hợp nó bằng 0 ấy, S bằng 0 hoặc là S bằng 1 thì nó sẽ là trung bình cộng. Nếu mà S bằng 1 phần 2 thì nó trở thành trung bình nhân, nhưng mà thằng này nó không đi đến harmonic mean được. Nếu mọi người để ý cái này này. Còn nếu mà cái Heron-Mean là cái thằng này. Heron-Mean này là cái thằng mà nó thật ra nó curve nối giữa cái trung bình cộng và trung bình nhân, giữa hai cái trung điểm của hai cái đường. Hai cái đường đó, một đường là đường tắc địa, còn đường kia là đường tắc địa ứng với cái Euclidean distance. Trung bình cộng là điểm điểm giữa ứng với Euclidean distance. Còn trung bình nhân là điểm giữa ứng với cái remaining distance. Và cái Heron-Mean là cái thằng nối giữa hai cái trung điểm đấy ứng với hai cái distance khác nhau. Thì cái thằng đó nó không chỉ nối trung bình cộng với trung bình nhân, chứ nó cũng không có nối với cái trung bình điều hòa. Nhưng mà thằng kia thì cái đường đó thằng nó đi xa hơn một xíu là nó nối với cái trung bình điều hòa. Nói ở đây mình mới nghĩ ra thêm một câu hỏi nữa. Cái thằng Min này ấy, mình không biết được nó là symmetric hay là không symmetric.
Nhưng mà mọi người có nhớ hôm trước có một cái bài báo, cái bài báo mình báo cáo hôm trước không, cái bài cuối cùng ấy, là cái thằng đó là nó nói là bây giờ nó có một cái, nó có một cái meme, mọi người có nhớ không, nó tạo, nó xây dựng một cái diversion, có nhớ không nhỉ? Mọi người xem có nhớ cái bài đó không? Mà cuối cùng mình có đặt câu hỏi là bây giờ nếu như có một cái meme nó tạo thành diversion, nhưng mà cái thằng đó nó xét là cái symmetric meme, mình không biết cái thằng này symmetric hay không, mình phải check. Nếu như thằng này mà không phải là symmetric meme thì cái bài đó nó cũng sẽ rất là thú vị, là gì? Xây dựng một cái diversion để cho cái thằng này là điểm giữa. Bởi vì cái thằng này là gì? Nó nối gì? Nó nối trung bình cộng, trung bình nhân và trung bình điều hòa. Thì ba cái trung bình là trung bình cộng, trung bình nhân, trung bình điều hòa là ba cái là symmetric hết. Thì liệu rằng cái curve nó nối như thế này nó có được hay không? Ô, thú vị phết đấy. À, liệu rằng là một cái mình lấy những cái đường, những cái điểm điểm trên thế này mình nối nó lại. Đó, thì liệu rằng những cái điểm mà nằm trên đường đó mình có thể xây dựng được một cái diversion hay không? Nếu mình xây dựng được một cái diversion kiểu như vậy thì rõ ràng là chỉ cần trung bình cộng và trung bình nhân ấy, thì mình sẽ có vô số các cái diversion. Mọi người hình dung là nó có vô số các cái diversion mình có thể xây dựng được dựa trên cái đó. được đấy. Thêm hay phết đấy, hay phết đấy anh Hòa. Có. Sao nó họ hỏi gì? Em đang nghĩ xem, là thử đang nghĩ xem cái đấy chắc chưa cái intuition lắm về đấy. Chắc là sao? Chắc sao? Em mới bảo vẫn chưa có cái intuition lắm về cái đấy ạ. À, tức là chưa có cảm giác về cái đấy gì? Vâng. À, nhưng mà thế ra là anh thấy cũng thú vị đấy. Đó là để mình sau cái bài hôm nay là mình ngồi lại kỹ xem nào, để anh ngồi lại anh kỹ xem. Như vậy là thế là cái bài báo của thằng kia thì nó có thể mình có thể nảy sinh ra một câu chuyện là gì? Nếu như mình có một cái symmetric mean rồi, bây giờ mà mình thử xem, bây giờ mình xét trên những cái curve mà không phải symmetric, những cái weighted đó, thì cuối cùng là cái câu chuyện nó sẽ ra như thế nào? Liệu rằng những cái đó mình, tức là nếu mà hiểu theo một cách hình học thì nó kiểu như đơn giản, cái symmetric được hiểu là nó cái đạo hàm bậc một của symmetric nhá, tại cái điểm một ấy nó sẽ bằng 1/2. Tức là gì? Tất cả những cái symmetric mean nó đều có một cái nó có chung cái đường gọi là đường chiết tuyến tại điểm một. Nếu mà mọi người hiểu cái tức là đạo hàm nó bằng 1/2 có nghĩa là nó chung cái đường chiết tuyến bằng một tại cái điểm một, và cái chiết tuyến tại một cái điểm này là nó cứ bọn kia nó chạy kiểu chạy đến tại cái điểm một, nó phải tiếp xúc và chung cái đường chiết tuyến kiểu như vậy, kiểu như nó bó vô một cục như vậy. Thế thì liệu rằng là khi mình thay đổi điểm một, hoặc là cái đường tiết tuyến nó không phải, nó không có cái slope, tức là cái gì độ nghiêng ấy, nó không còn là 1/2 nữa, thì nó cái câu chuyện nó như thế nào? Đơn giản vậy thôi. Mà hiểu ý không nhỉ? Cái bài toán đó mình nghĩ nó cũng khá là thú vị đấy, chứ không phải ok, thế thì nói chung là bây giờ quay lại cái thằng S weight contraharmonic mean, nó ra như này. Thì thế ra là với trường hợp S bằng 2 thì nó sẽ quay ra đúng cái contraharmonic mean của cái ông kia, ông sếp. Của cái ông kia, ông sếp. Và cái mean này trong trường hợp S bằng 2 á, mọi người, mình có nói hôm trước, giờ mình có nói là cái một số tính chất hình học của cái mean. Thì khi mà mình xét cái mean của số ấy, tất cả những cái mà nằm giữa, nằm hai điểm, thì tất cả cái mean nó đều phải nằm giữa hai cái điểm hết, chứ nó không chạy ra ngoài, tức là nằm trong cái đoạn thẳng đất. Tất cả cái distribution nó nằm trong đoạn thẳng đất. Và từ trong những cái mean này á, nó mới chuyển dần lên, tức là cái khả năng mà tìm những cái hàm toán tử đơn điệu là tìm những cái hàm biểu diễn của những cái mean đó thôi. Đó, tức là nó không chạy ngoài đâu ra hết, nằm cái điểm giữa. Mọi người hình dung nhỉ? Tức là cái hàm đơn điệu, muốn mô tả được cái hàm đơn điệu ứng với một cái đoạn nào đấy thì chỉ có thể tìm trong tập hợp các cái lớp hàm cái mean thôi. Bởi vì mỗi cái mean như thế này á, nếu như các bạn cho x bằng 1, y là một cái biến số, thì nó trở thành một cái hàm đơn điệu. Tức là một cái hàm đơn điệu sẽ xác định được một cái mean, và một cái mean nó sẽ xác định một cái hàm đơn điệu. Thì đó là cái ý tưởng mà ông Kubo và ông Ando ông xây dựng cho hàm kia thôi. Và cuối cùng là gì? Nó chỉ có nằm trên cái đoạn đó. À, nó chỉ nằm trên cái đoạn đó. Ừ, ok. À, nhưng mà khi S bằng 2 thì cái thằng C2 x1 này nó không phải là đơn điệu nữa. Cái hàm nó sẽ dạng như thế này. Cái hàm giống như cái parabola ấy. À, giống như cái parabol. Nên là nó không đơn điệu tăng nữa, mà nó sẽ có một cái phần giảm xuống, sau đó nó tăng lên. Cho nên đó là cái thằng này, cái hàm này nó không xác định một cái mean theo cái nghĩa thông thường, và nó sẽ không thỏa mãn cái tính chất điểm giữa cho số. Nó không thỏa mãn tính chất điểm giữa cho số. Cái câu chuyện nó cho nên là nó có thể hoàn toàn khác xíu. Dĩ nhiên là cho trường hợp S, các cái loại S khác thì nó có thể khác, nó có thể giống như thế này.
Ok, thì một cái định lý đầu tiên mà mình muốn đưa chúng mình luôn, bởi vì chúng mình nó khá dễ và nó khá là rất là cơ bản, mà mình nghĩ là cũng đáng để xem. Đó là mình chứng minh được rằng là cái hàm C mũ S này là hàm toán tử đơn điệu khi và chỉ khi S là thuộc 0, 1. Còn nếu như nó là thuộc 1, 2 thì nó là hàm toán tử lồi. Đó, cái S mọi người nhớ là ở trên là X mũ S cộng Y mũ S chia cho X mũ S 1 cộng Y mũ S 1. Thì cái việc chúng mình nói là mình dùng cái định lý Lovner. Ông Lovner ông nói một cái hàm strictly positive function mà là operator Morton trên đoạn 0, 1, 0 vô cùng ấy, nếu như là nó có thể phát triển lên được cả cái phần nó gọi là continuous, nó có tồn tại một continuous cái là continuous extension lên cả cái một phần nửa của cái trên này, chắc mình đành đúng không, hàm pick với hàm nevalina gì, hàm gì nha, hàm gì bên phức ấy, nevalina đúng không, nevalina function. Nevalina function thì những cái hàm đó là những cái hàm mình có thể phát triển liên tục từ lên cả một cái phần nửa trên của cái mặt phẳng. Thì cái tính chất đó nó tương đương với cái việc là chứng minh cái bản thức này, argument của cái hàm đó tại cái điểm gì, điểm z nó sẽ bén bằng argument của z với mọi z là nằm trên cái phần upper half plane, cái phần nửa trên của mặt phẳng. Đó thì đấy thôi, cái bất thức nhờ cái này mà nó làm cho cái câu chuyện trở nên dễ dàng. Nhưng ngồi mình chỉ mỗi việc là tính toán cái argument thôi của cái hàm này, tính ra argument của tích của cái này thì nó sẽ bằng hiệu của argument của thằng trên trừ dần dưới, mà sau đó mình giữ nguyên thằng này ra thằng này xong nó lòi ra được thằng argument của một từ s nha, một cái là thằng một cộng với z mũ s, một cái kia là hình như cái thằng này dư, hình như cái thằng này là mình viết dư rồi. Cái thằng một cộng s, mọi người hiểu cái hình học là ví dụ như mình thấy cái s cái số phức là một cái vector, sau đó một cái số một nằm trong cái trục của x, mình cộng cái nó lại thì khi mà mình dùng cái gọi là parallelogram law, cái luật luật của hình bình hành ấy, thì cái góc của nó sẽ nhỏ hơn lại, cho nên là cả cái góc của thằng này nó nhỏ hơn cái góc của z mũ s cộng với thằng kia, nó trong lòng vòng sao s thì cái số mũ mình đưa hết ra ngoài, sau đó mình rút gọn ra thì nó ra giống y như này. Đây thì cái định lý nó nói chung là được chứng minh rất là nhẹ nhàng và rất đơn giản như vậy. Còn khi mà trường hợp s bằng 1, 2 nó là convex, operator convex thì mình dùng cái tính chất là mình chia nó ra. Nếu mà operator convex thì khi mình chia cho cái hàm đó cho t thì nó phải là operator Morton, và mình áp dụng tính argument cho cái hàm operator Morton là xong. À, thì sau đó mình chứng minh được cái đó rồi thì bây giờ mình mới quay qua cái câu chuyện là bây giờ ok, lấy hai cái điểm giữa rồi, bây giờ mình cho cái điểm đó nó chạy. Giống như nãy mình nói là mình cho cái đường cong ấy, đường cong nó chạy, và cái đường cong đấy là thật ra nó cũng không phải là đường cong, cái đường cong này nó khác cái đường cong nãy mình thử nghĩ trong cái câu hỏi. Thử nghĩ trong câu hỏi gì, nếu như mình có cái ba cái điểm mình nối nó lại và mình nối cái weighted, có nghĩa là mình nối cái hai cái điểm đó nhưng mà một cái điểm bất kỳ trên đường cong, trên cái đường cong nối hai cái điểm đó thôi. Còn cái weighted này là gì? Ở đây có một cái đường cong, tôi lấy một cái weighted chỗ này, tôi ở cái đường cong khác tôi lấy một cái weighted chỗ khác, thì cái đường này nó lại nằm trên hai những cái đường hoàn toàn khác nhau. Mọi người hình dung nhỉ, nó nằm trên hai hoàn toàn hai cái đường khác nhau chứ nó không còn nằm trong cái đường đó nữa. Thì mình định nghĩa cái weighted của cái control harmonic mình nó giống như vậy. Tí nữa mình cuối cùng mình sẽ share cái hình để cho các bạn xem là nó làm sao. Thì mình cũng thấy được rằng là cái C2 alpha này nó lớn hơn bằng cái trung bình nhân weighted của trung bình nhân nó nằm ở đây. Và thì từ câu chuyện đấy mình cứ bóc mình làm lại giống như bình thường. Bóc ra nó xem thử coi là nó có mô tả hàm đơn điệu hay là không. Mà thật ra té ra một hồi thì nó cũng mô tả và mình cũng chứng minh được rằng nó mô tả cho ma trận. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đến đây thì nói chung là chưa cái bài báo đấy nó vẫn đang được viết chưa kết thúc, nhưng mà nếu như thật sự nếu mà mình muốn kết thúc nó cũng được. Tức là muốn kết thúc nó chỉ đơn giản với là cái việc mô tả một hàm đơn điệu thì mình nghĩ có thể đạt được, thậm chí là đạt được LAA. Nhưng không biết là bây giờ tại vì cái dạng đó nó không có nhiều người làm, cho nên là cái bài đầu tiên mình đăng 25 nó còn tầm kết quả nó cũng đơn giản như vậy thôi chứ nó không có gì hết.
mình gửi cho ông AI, ông AI ông kêu ok đấy, thế là mình gửi cho LAA thì LAA nó mình biết là nó chỉ gửi cho ông AI thôi. Bởi vì không có ai, không có nhiều người làm. Thậm chí cái bài 2018 mình cũng gửi cho ông AI xem trước. Đó, cái kiểu như giờ kiểu như là mình thông báo trước cho ông là có như thế, mà lỡ người ta có gửi đến cho ông thì ông làm cho nó nhanh. Thế cuối cùng thì cũng accept ngay rất là nhanh. Thì đấy, thì khi mà mình nãy giờ mình nói xong thì bây giờ té ra là nó xuất hiện khá là nhiều câu hỏi khác ngoài những câu hỏi mình ghi ra như thế này. Đó, ngoài cái chuyện mà cái đường mình thay đổi cái đường chắc mình thay đổi cái đường nối giữa cái trung điểm ứng với cái distance khác nhau, liệu rằng mình có thể từng cái điểm đó mình có thể xây dựng những cái quantum diversion cho nó hay không, cho từng cái đường chắc địa hay là không, những cái điểm trên đường chắc địa hay là gì đó. Và bên cạnh đấy là ngoài cái chuyện những cái ứng dụng của Contraham máy nhiệt minh trong cái chỉnh sửa ảnh thì mình không biết nó còn những cái gì khác thú vị hơn không, mà liệu rằng là mình có thể tính toán, có thể suy nghĩ rằng có thể xét những cái diversion mà nó được định nghĩa thông qua cái Contraham máy nhiệt minh hay không. Thật ra cái này mình không biết, nhưng mình sẽ thêm xem kỹ lại là thật sự tụi nó dùng trong chỉnh sửa ảnh như thế nào. Nhưng mà nếu như trong chỉnh sửa ảnh ấy, mà nếu mà nó dùng được, dùng giống như các khoảng cách thì hoàn toàn mình có thể định nghĩa những cái khoảng cách đấy trong ma trận. Hoàn toàn có thể định nghĩa cho ma trận và xét những cái diversion và xem thử thậm chí có matrix hay là không, hoàn toàn làm được cái chuyện đó. Nên mình phải đọc kỹ lại cái đó, có gì mình sẽ chia sẻ sau nếu mà có thời gian. Rồi xem xét những cái tính chất của Contraham máy nhiệt minh trong different distance function, thì bây giờ tính chất điểm giữa cho số thì không thỏa mãn, nhưng mà liệu rằng trong ma trận nó có thỏa mãn hay không, cái này khác nha các bạn. Trong ma cho số là mình xét Euclidean distance, còn trong ma trận mình không xét Euclidean distance, mình xét cái distance khác. Cho nên là có khi mà xét những bài toán ví dụ như điểm giữa hoặc là điểm trong hình tròn ấy, nó có những cái min mà không thỏa mãn ứng với Euclidean distance mà là thỏa mãn với remaining distance. Đó, nó thú vị chỗ đấy. Thì nói chung là khi nó cũng cho mình một cái hình tượng gì đấy về một cái suy nghĩ đó về cấu trúc hình học. Tại sao mình chỉ có xét Contraham máy nhiệt minh mà không thể contra một số cái min khác, ví dụ như geometric min hay là một cái min nào đó bất kỳ, thì tại sao như thế? Cái dở của cái thằng không phải là cái dở, mà cái thú vị là khi mình lấy hiệu của cái hai lần trung bình cộng trừ cho trung bình Harmonic gì thế, thì cái thằng đấy nó lớn hơn trung bình cộng luôn rồi, nó nằm nếu như cho số là nó nằm vượt ngoài luôn cái đó rồi. Cho nên là mình cảm giác là nó, tại vì cái hiệu giữa cái thằng Harmonic với là thằng arithmetic ấy, là nó rất là lớn. Thằng Harmonic là cái thằng trung bình nhỏ nhất trong các lớp của trung bình symmetric, trung bình đối xứng. Tại sao nó lấy cái thằng lớn nhất nó trừ cái thằng nhỏ nhất? Cái câu chuyện của mình là như vậy. Tại sao là lấy cái thằng lớn nhất trừ cái thằng nhỏ nhất? Mà nếu cho nó mịn hơn nữa thì tại sao không lấy những cái thằng nó gần nhau, những cái thằng symmetric gần nhau? Thì liệu rằng mình có thể thay đổi cái chuyện đó không? Và thay đổi thì nó sẽ ra như thế nào? Đó, thêm nữa là mình thay đổi cái arithmetic min với một cái arbitrary symmetric min. Đó thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với mấy bạn trong buổi hôm nay. Cuối cùng là cái hình về min. Đó, mình lấy hai cái đoạn AB trong này, giữa hai cái điểm AB nó có rất nhiều cái trung bình. Rất nhiều cái đường trắc địa, một những trắc địa là cái đường trắc địa theo kiểu là kiểu cái đường ở trên cùng này. Đường trên cùng là A cộng B chia cho 2, thì A cộng B chia 2 là điểm giữa ứng với cái Euclidean distance. Một cái đường khác là cái đường mà weighted geometric min là đường geodesic ứng với cái remaining distance hoặc là S distance hay các loại, đúng không? Và cái điểm giữa của nó là A sát B. Thì giữa cái A sát B này, tất cả một cái lớp nó nằm ở cái giữa này, nó tạo thành một cái space. Mình không hay là cái gì đó, mà đại khái là nó tập trung tất cả các loại điểm giữa. Đó, mà bên cạnh đấy nó còn cái power min, mà hình như nó có nhiều cái min khác nữa. Nhưng mà bây giờ ấy, cái mà cái mọi người bây giờ người ta cũng chưa hiểu lắm về cái đoạn giữa này là cái gì, nó gồm những cái gì. Thì cái Contraham máy nhiệt minh thật ra là nó là một cái hiệu, và khi mình xét cái weighted Contraham máy nhiệt minh là nó cũng là nó nối cũng ba cái điểm này, nó còn một cái harmonic nữa mà mình không ghi ở đây thôi. Tức là nó nối luôn tất cả các điểm giữa này lại với nhau. cái thằng weighted Contraham máy nhiệt minh ấy. Thì nó có thể nó có nhiều cái câu hỏi khác, mà mình đoán là câu chuyện nó sẽ còn thú vị, chứ nó cũng chưa phải là dừng lại ở cái chỗ này thôi đâu. Nên là mọi người có gì thì nếu mà cái này thì có thể suy nghĩ, mình nghĩ nhiều câu hỏi nó cũng khá là thú vị.